các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ giáo họ Lý Nhân, giáo xứ Đại Đê, giáo phận Bùi Chu. Ngôi giáo đường bé nhỏ này nằm trên thôn Lý Nhân, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Xin mời quý vị và chúng tôi cùng tham quan ngôi nhà thờ này. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2019, chỉ còn 5 ngày nữa tại nơi đây sẽ diễn ra lễ kính thánh Francisco Xavier, là quan thầy của giáo họ. Trước mắt quý vị đây là ngôi thánh đường được khởi công vào ngày 18 tháng 3 năm 1996 và được hoàn thành vào ngày 3 tháng 12 năm 2004. Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi nhé. Trước mặt chúng ta là mặt tiền của ngôi thánh đường. Trước mắt quý vị đây là ngôi tháp chuông, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái tháp chuông thì cũng có một tí độ nghiêng ạ. Thì không nhầm thì ngôi tháp chuông này cũng là một cái tháp chuông cổ. Theo niên hiệu cũ của nhà thờ thì là nhà thờ được xây năm 1912, thì cái tháp chuông vẫn lại giữ lại chứ chưa xây ạ. Quý vị của tôi có thể là xem chi tiết hơn cái tháp chuông ạ. Thì hiện tại thì giáo họ Lý Nhân, một giáo họ rất là nhỏ bé, tầm khoảng trên 700, chưa đến 800 nhân danh ạ. Còn 3 ngày nữa cũng hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ cho thánh lễ quan thầy của giáo họ diễn ra tốt đẹp. Trước mặt chúng ta là tượng đài Đức Mẹ, tượng đài này cao khoảng hơn 2 mét ạ. Bệ tượng cao là 2m50. Toàn bộ diện tích khuôn viên tượng đài rộng 50m2, xây dựng hoàn thành tháng 12 năm 2007 do gia đình ông bà Francisco Maria Đỗ Văn Cân và Nguyễn Thị Thìn cùng các con cháu nội ngoại cùng tiến vào nhà thờ ạ. Trời rất đẹp. Chứ cứ nói đi thì ra này. Thờ là tượng đài Thánh Giuse do gia đình ông bà Francisco Maria Trần Trung Tính cùng các con cháu nội ngoại tiến cúng. Để bay lại toàn cảnh của làng Lý Nhân cũng như là ngôi thánh đường giáo họ Lý Nhân, thưa quý vị nhé. Dâng lên Chúa khúc hát với lời kính cầu, xin Chúa thương nhận lời ban hồng ân xuống trên nhân trần. Tình yêu Ngài bao la, ôi tình Ngài sao quá thiệt tha, đẹp hơn ngàn tình tú và bền vững đến muôn ngàn thu. Con xin hát ca chúc tụng tình yêu Chúa đến muôn ngàn đời, qua bao tháng năm dài tình yêu Chúa vẫn mãi không phai. Con xin bước theo lối Ngài, trọn đời con xin hiến dâng cho Ngài, nguyện một lòng trung kiên vâng theo thánh ý của Ngài.
con nhỏ bé yếu đuối Chúa đã thương nhìn, đưa dẫn con theo Ngài, mời gọi con loan báo tin mừng. Ngài luôn hằng bên con, luôn chờ che thêm sức cho con. Đời con giờ có Chúa, cùng nhịp bước báo tin mừng vui. Con xin hát ca chúc tụng tình yêu Chúa đến muôn ngàn đời. Qua bao tháng năm dài, tình yêu Chúa vẫn mãi không phai. Con xin bước theo lối Ngài, trọn đời con xin hiến dâng cho Ngài. Nguyện một lòng trung kiên, vâng theo thánh ý của Ngài. Thân con nhỏ bé yếu đuối Chúa đã thương nhìn, đưa dẫn con theo Ngài, mời gọi con loan báo tin mừng. Ngài luôn hằng bên con, luôn chờ che thêm sức cho con. Đời con giờ có Chúa, cùng nhịp bước báo tin mừng vui. Con xin hát ca chúc tụng tình yêu Chúa đến muôn ngàn đời. Qua bao tháng năm dài, tình yêu Chúa vẫn mãi không phai. Con xin bước theo lối Ngài, trọn đời con xin hiến dâng cho Ngài. Nguyện một lòng trung kiên, vâng theo thánh ý của Ngài. Con xin hát ca chúc tụng tình yêu Chúa đến muôn ngàn đời. Qua bao tháng năm dài, tình yêu Chúa vẫn mãi không phai. Con xin bước theo lối Ngài, trọn đời con xin hiến dâng cho Ngài. Nguyện một lòng trung kiên, vâng theo thánh ý của Ngài.